Hello, cả nhà hôm nay trời mưa rông rông ngoài á, lạnh lạnh á, mình cũng không biết ăn món gì. Hay lục tủ lạnh ra thấy có con gà ngon quá. Hôm nay mình làm món gà hấp rau răm, cộng với chân gà hấp rau răm này ăn với lại tí xíu cháo gà nữa cả nhà. Trời lạnh lạnh nè, thì ăn cháo thì chắc ấm bụng ha. Cảm ơn cả nhà bữa giờ đã xem và ủng hộ kênh mình nha. Lúc ở Việt Nam thì thôi đêm nào cũng hả mình với mấy đứa bạn đó kéo nhau đi xuống dưới chỗ quê chồng của mình ở chợ Phúc Hải đó, đêm nào cũng đi ăn hết á. Giờ qua đây thì cũng lâu rồi không có ăn. Mình hay ăn cháo gà này kia nhưng mà gà hấp rau răm thì cũng ít ăn, cũng không nên lâu ít ăn. Món này mà ở dưới quê á, gà mà gà thả vườn á, nhất là quê với ba mình đó, gà thả vườn con nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó trời ơi nó không có mập lắm, không bự lắm là, nhưng mà thịt nó chắc, nó ngọt lắm luôn á, trời hết sảy luôn á. Ở đây thì cũng có gà đi bộ nhưng mà thịt nó cũng không có ngon giống như gà ở Việt Nam đâu. Gà đi bộ, gà nó thả chuồng thả còn sống á, mình lại mình mua rồi người ta làm lên rồi người ta bán, rồi gà đông đá cũng có nữa. Nhưng mà không có ngon bằng gà Việt Nam đi bộ. Gà dưới quê ba mình đó, trời ơi, hết sảy luôn. Mình thì mình không có ăn mà gà bóp chung với lại cái này. Mình bóp riêng xong rồi mình ăn gà riêng nha cả nhà. Mình sẽ bỏ thêm mấy cái này vô. Cái nước mà để trộn gỏi này thì bữa giờ mình có chia sẻ với cả nhà rồi, cho nên là hôm nay mình không có chia sẻ ha. Trong đây có tí xíu nước mắm, đường, chanh với lại tỏi ớt thôi. Thì mình sẽ bóp cái này trước, xong hồi nữa mình sẽ để mình ăn riêng gà đó. Cháo chín rồi cả nhà ơi, mà cả nhà cùng ăn với mình nha. Gà hấp rau răm, chân gà hấp rau răm. Hai món này hôm nay mình ăn với lại muối tiêu chanh. Mình có thêm chén nước mắm gừng nữa. Giờ mời cả nhà ăn với mình nha. Trời ở ngoài đang mưa râm râm á cả nhà. Mưa râm râm. Mưa râm râm này thì chỉ có ăn gì nóng nóng, cháo gà hay là lẩu này kia nóng nóng, hết sảy luôn. Ăn cái mì gà. Ngon quá, tôi đã ăn ngon lắm cả nhà. Mình ăn miếng thịt gà nha. Ăn cái đùi gà. Chảy nước miếng rồi đó cả nhà. Cái gà này nè mình ăn á, mình thích nó hấp hơn, hấp nó còn ngọt cái thịt đó cả nhà, chứ còn nếu mình bỏ vô cháo mình luộc hay mình ấy này kia thì nó ra bớt cái nước ngọt à, còn nếu mình hấp vậy nè nó còn nguyên si cái nước ngọt trong gà ăn ngon lắm.
Mà mình tưởng cái con gà này nó không có tơ lắm á, nó hơi già già đó, mình luộc nó hơi lâu á, cho nên nó hơi chín quá nè. Cái này mà mình để vừa chín tới á, trời nó ngọt thịt lắm luôn á. Lâu lâu ăn ngon quá. Chân gà hấp rau răm. Trời ơi, cái đĩa chân gà hấp rau răm này mà ngồi nhậu la rai á cả nhà, nó xảy con 17 luôn. Món này rẻ tiền mà ngon lắm luôn á. Bắt mồi nữa, nó đã ghê luôn, dễ làm nữa. Ở dưới quê ba mình á, ba mình ông hay làm cái món cháo gà mà chuối cay á, bóp với lại chuối cay á, trời ơi còn gì bằng nữa. Chuối cay mà non non vô á, mình đây làm gì có chuối cay, thèm lắm luôn á. Không có. Hôm nay là không có định quay đồ ăn ở nhà đâu. Mình định đi ra ngoài. Đi ra ngoài quay vòng vòng ở ngoài á. Trời mưa. Sáng nó trời ui ui cũng chuyển mưa, giờ giống như bão ngoài á. Cho nên là thay đổi lịch trình, thấy không? Lục tủ lạnh ra, thấy có con gà. Ngon quá. Tôi nghĩ giờ mình làm món gà hấp rau răm. Hôm nay ăn ngon quá, không có nói chuyện nhiều nha cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Có lúc thì mình nói quá chừng ha. Thì hôm nay thì đói bụng á, ăn ngon quá nên nãy giờ không có nói chuyện nhiều. Cái món gà tơ này bữa nay mình hấp á, nó ngọt á, ngon quá. Ngồi nhìn thấy mình ăn uống hoài chán không cả nhà? Chán đúng không? Thằng hồi ăn xong hát cặn cả nhà ăn câu vọng cổ nha. Một câu hay ngắn tí xíu thôi, mình biết hát vọng cổ á, hát theo người ta thôi chứ không có biết nhiều, không có biết tông nhiều đâu. Mà giờ nếu mà mở karaoke lên hát á thì nó hơi phiền. Biết phiền gì không? Bản quyền này kia. Mình cover lại á. Cho nên nó hơi phiền. Thôi giờ cuối cái clip này nè, mình hát chai ăn câu thôi nha. Hát chai tặng cả nhà ăn câu giọng cổ. Dân miền Tây mà, sao không biết hát giọng cổ được. Hát được được, tạm tạm thôi, nó giỡn. Mình dân miền Tây á. Dân miền Tây thì hồi xưa là hát cao cổ. Cả nhà biết không, mình rất là mê cái tuồng mà Lan và Điệp của Thanh Kim Huệ với lại Minh Cảnh hay là nghệ sĩ gì mà mình cũng tự nhiên cái mình quên có mất cái tên rồi. Hồi xưa đó, trời ơi Lan và Điệp, mình nghe tới nghe lui, mình nghe riết mà ghiền luôn á, mê luôn, nghe hoài không chán luôn. Ghiền cái tuồng đó lắm luôn á. Mình cho miền Tây mà sao không mê được. Mê nhưng mà không có thuộc tông lắm, không có biết ấy này kia, nhưng mà hát theo điệu điệu chút xíu thì được. Đó. Bây giờ hát tặng nha, hát tặng một câu ngắn nhỏ tí xíu thôi. Cả nhà nghe coi mình có hát được không nha. Nếu thấy được cho mình một nút like nha. Rồi sau khi mình hát xong rồi mình sẽ ngưng cái clip tại đây luôn. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ bên gia đình mình nha. Bây giờ hát tặng một khúc nhỏ ha. Để lên giọng với nhau. Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Xin Điệp đừng để lòng xa ngã bê tha. Đây chút tiền món từ lâu em dành dụm trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rõ ràng xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ.
nghe được không cả nhà, hơi thấy ghê. Lâu lâu thì hét sầm sàm một xíu cho nó đỡ buồn cái clip mình tí xíu. Thôi mình xin ngưng cái clip tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.